cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng TT. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game ông Mr. Meat. Các bạn có thể gọi ông này là ông mặt lợn. Chứ đừng gọi là cái ông bán thịt lợn nha. Gọi ông bán thịt lợn là xúc phạm những người bán thịt lợn quá. Mình thấy có rất nhiều bạn comment báo cho mình biết là game đã có phiên bản mới 1.4.0. Như vậy là ông Mr. Meat đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Có đúng là như vậy không thì bây giờ mình sẽ vô game đây. Play thôi, mình ở chơi ở cái chế độ khó bình thường nha. Vâng, ở phiên bản này thì chúng ta vẫn đang ngồi ở trên chiếc xe ô tô mà không có tay người lái. Chiếc ô tô này lái bằng mắt luôn, không cần tay. Thế mà cũng sinh ra cái vô lăng làm cái gì? Qua cổng thì vẫn cổng gỗ. À, vẫn có cái khẩu súng này nha, rất hay luôn. Ồ, sao mình ngoặt linh tinh này? Mình sẽ vẫn đi từ dưới lên nha, vẫn sẽ đi từ cái tầng hầm này lên. Bắn nổ mình đã. Chui qua đây. Lúc chui qua đây thì phải có ngó xem có ai không thì mới được nhảy xuống, không là ăn đập ngay. À, đợt trước thì ở đây có cái tủ ngăn kéo thì bây giờ đã có cái tủ để mình lấp vào được này. Ê, hay nhé. Wow, có lon bia. Úi dồi ôi, mới vô game mà đã dọa mình rồi. Cái ngăn kéo này không mở được đâu. Ui giời, mới vô game thôi mà đã bắt lạt mình rồi. Cái này lại không hay rồi. Mình sẽ đi lên trần lấy đạn mới được. Ơ, từ từ. Ôi, mày quá, tự nhiên xuất hiện đâu ra cái tủ để mình trốn vào đây. Ui, wow, cứ tưởng là ông ấy ra, ông ấy lôi mình ra, ông ấy đập cho mình phát. Ui, ôi, ông ấy nhìn thấy mình rồi. Thôi xong. À, mình sẽ lên lấy đạn. Rồi. Ui. Ui. What? Ui. Đạn đâu rồi? Đạn đâu rồi? Ơ. À, ở phiên bản trước nó có đạn mà. Thấy mỗi cái kìm thôi, còn đâu không thấy đạn đâu. Có súng mà không có đạn. Khác gì có chày mà không có cối. Thôi xong. Mày có mình trốn được vào đây. Ai hí không thì vỡ mồm. Thôi đi ra ngoài này đây. Trời ơi, cái máy tính của mình bị làm sao ấy, nó cứ giật, các bạn thông cảm nha. Để mai mình sẽ xem lại cái con máy tính của mình nó bị làm sao. Trời ơi, mở bốn cái tủ mà không thấy cái đồ vật gì. Cái tủ trên này thì vẫn không mở được. Cắt dây điện cái. À nhầm, bảy cái tấm gỗ này ra phát. Ôi, không biết cái ông mặt lợn đâu rồi. À các bạn ơi, ở đây có cái căn phòng nữa nha. Tí nữa mình sẽ vô cho các bạn xem. Còn bây giờ mình sẽ đi tìm đồ tiếp đây. À, hay quá, có cái mã két sắt kìa. Ui xong rồi, trốn đâu bây giờ? À, trốn vào cái tủ này. Hay quá. Cái thằng óc lợn kia. What? Cái gì vậy? Mình đã trốn vào trong tủ đấy cơ mà. Ui, cái gì vậy? Game khốn nạn vãi. Rõ ràng là trốn vào trong tủ rồi mà còn lôi mình ra đập mình mới kinh chứ. Rất chi là khốn nạn. Sao cái bản cập nhật này nó khốn nạn đấy nhỉ? Nó cho mình cái tủ mà ông ấy vẫn nhìn thấy mình và lôi mình ra đập một cái. À, mình đã đánh lừa được cái ông mặt lợn. Gọi là cái thằng mặt lợn đi. Không xứng đáng gọi là cái ông mặt lợn. Hay quá, thấy cái búa rồi. Có cái búa này này là sẽ có cái ông phi tiêu thuốc mê. Đó. Xong. Bây giờ chấp cả họ nhà ông Mr. Meat. Cho ông đi ngủ 40 giây. Lạp đạn vô đây đã.
quật xuống. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây mình đập tan cái camera nhà ông Mr. Mid đi. À nhưng mà dưới đây không có gì. À trong này có chìa khóa này. Có cái chìa khóa cốp ô tô. À cái camera chó này. Mày kêu cái gì? Mày có thích kêu không? Mày kêu thì tao đập lát mày luôn. À hay rồi, lại có cái kim cắt dây điện rồi. Quá là hay luôn. Cứ như là kiểu nó hiện ra để cho mình cầm mình lấy thôi. À chúng mình. Các bạn thấy như là ở cái phiên bản mới là cái ông Mr. Mid này nó đi nhanh hơn sao ấy. Bước một phát được 2 mét. Uầy, xong rồi, trốn nè. Mà bước nhanh đến đâu thì nhanh, không bao giờ đuổi được thắng TT. Như kiểu chơi hú hoà với ông này ấy. Ông mà lợi. Mình lấy chìa khóa đã. Mình mở cái cốp xe ra. Và có cái hộp này, các bạn đừng vô gái vô đây nha. Rồi ấn một phát này. Chìa khóa. Khốn lạn vãi. Đánh mình mà trả báo trước cho mình gì để mình còn chạy. Mình quá khốn lạ. Đâu rồi, không biết cái thằng mặt lợn nó ở đâu rồi để mình còn chạy cái. Không thấy đâu, lấy cái chìa khóa. À, đi gần thì mới cầm được. Hay, lại hay nữa rồi. À, phiên bản mới này có thêm một ổ khóa nữa nha, tí nữa mình sẽ đi lấy cho các bạn xem. À, lè con khí. Đánh thì đánh luôn, đứng đấy mà lè. À, cầm cái ống tiêu này này, này là không sợ ai cả, chấp cả thế giới luôn. À thôi nhầm, xàm tí thôi, chấp cả họ nhà ông Mr. Mid luôn, cả họ nhà ông Mật Lợn, chấp cả họ Mật Lợn. Wow. Ôi, cứ mãi nói quá không để ý này, toàn chân người luôn. Hoài. Là người thật. Không được, mình sẽ đi trả thù cho mấy cái người lại mới được. Cái ông mặt lợn này đã ác độc. Quá là ác độc. Mày này, này thì cái tội ác độc này. Không biết là có phải chân người thật không hay là ma la canh nhỉ. Mình mong là ma la canh đi, không phải mong người thật đâu. Cái gì? Ồ. Thôi xong rồi, cái kìm lúc nãy mình vứt ở đâu? Thôi cái kìm mà đẩy bậy gỗ, bậy bậy đinh gỗ mình vứt ở đâu rồi? Không có. Trời ơi. Bị ông đây cầm cái đồ đập vào đầu mấy phát, bây giờ không nhớ là mình vứt đồ ở đâu. Nào hét cái gì mà hét, nào ra đây, ra đây. Nào. Nào. Tưởng hét mà oai á. À đây, cái kim đây rồi. Trời ơi, mình vứt ở đây mà không nhớ. Phải lạp đạn đã, lạp cái tiêm thuốc mê đã. Rồi. Bây giờ mình sẽ khám phá cho các bạn xem nha. Đây là cái căn phòng mới. Và đây là cái ống khói lạ nhất thế giới luôn. À mà không phải ống khói đâu. Sao tự nhiên cái mái nhà lại có cái hình tròn ở đây làm gì nhỉ? Hay là đêm ra đây ngắm trăng? À nhà mình đang ở đỉnh mái nhà và bây giờ mình sẽ nhảy sang cái căn nhà kho kia. Ok, nhảy xa quá đi. Wow, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đây là căn nhà kho. Chẳng có cái gì luôn. Có mấy viên đạn này. Thảo nào, lúc nãy mình lên trên trần mình không tìm thấy mấy cái viên đạn đâu. Thế này thì có súng thì cũng chả làm cái gì. Thôi lấy cái găng tay này. Găng tay này thì ở cái phiên bản mới mới có nha. Vâng, cái găng tay này cũng không giúp chúng ta có thể mở được cánh cửa kia. Chỉ có viên đạn của sóc gung mới mở được cái cánh cửa kia thôi.
Còn cái găng tay này thì chỉ có đi rửa bát thôi. Uầy, uầy, uầy. Hình như cái ông Mr. Mít đang lâu lâu mình, đang lấp lấp mình, lau lau cái con khỉ ở đâu thì ra luôn. Chơi kiểu bính vãi, còn chơi kiểu lấp lấp như này thì gây chết à, ai mà dám chơi. Đâu rồi, thôi chắc chắn là đang ở trên tầng 2. Mình thề luôn, bây giờ mình vác xác lên tầng 2 là ăn đòn luôn. Phải dụ ông ấy xuống mới được. Vẫn không thấy xuống, thôi được rồi. Sẽ phải tương kế, tiệu kế. Đắp cái găng tay này ra đây. Ủa, cái găng tay này sao nó kêu to thế nhỉ? Tưởng nó bằng vải cơ mà. Ui, trong nhà này toàn những cái điều dối trá. Ủa, ở chỗ an toàn thì sẽ phải cho không biết có biết đủ 40 giây. Hay. Quá là hay. Rồi các bạn ơi, nhưng vẫn phải lạp một cái mũi kim nữa cho nó an toàn. Bây giờ mình sẽ dùng cái găng tay này để vớt cái chìa khóa này đây. Hình như là ở cái dưới cái buồng tắm đấy là những cái nước ấy nó rất là độc luôn thì mới phải dùng cái găng tay đó. Cái này để mở cái ổ khóa này này đó. Và bây giờ mình sẽ đi lên lấy cái mã cái sắt và lấy cái chìa khóa cuối cùng. Ui, ông đấy đang làm thế mà mình đi qua mà ông ấy tỉnh dậy một cái thôi là ăn đòn. Xong. Ủa, cái mật mã dài làm gì. Thôi mặc xác ông ấy cho ông ấy làm đấy đi. Thôi mà cứu người rồi thoát khỏi bên. Nhanh gọn. Yeah. Ủa. Và sau tất cả thì mình vẫn cứu được người này ra khỏi nhà của ông mặt lợn kia. À không, cái thằng ốc lợn. Tức quá đi, tức quá đi. Ok các bạn, và đó là tất cả những gì ở phiên bản game Mr. Mít thằng mặt lợn 1.4.0. Nếu như các bạn thích video này thì các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ đăng ký kênh đấy, để mình có thật nhiều động lực ra những video mới. Bye bye.